thực hiện dự án bảo tồn và tổ chức phát huy ngã giá trị văn hóa truyền thống Legesia Cayambo Pibila gắn xi si phát triển du lịch thuộc là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội là Pibila Tiquismu là cài chữ kết hợp tụ Darbol Libertador Túsa Darbol Libertador Plu Ủy ban nhân dân huyện Khánh Bình tạm mà tổ chức ngã chương trình phục trường lễ cúng nguồn ea cayam dân tộc Edê và thôn Hòn Lai xã Khánh Hiệp lễ cúng bi nước bởi là nguồn ea à có xa là núi vô nghi thức truyền thống lâu đời cả gia đồng bào ED. Mà số phát một quan điểm đa thần giác, vàng vật hữu linh và dự giác ra bạc. đồng bào ED vre ngã à, lị có và dự mata tà, vre ngạ à, có và dự mata tà bò ngạ, tôi mua dược thần linh ngựa trì dư và dai sa quay bù, dự già ghi lò, dạc và đài, cà dầu dạc cà dầu, bằng nguồn ea bố dự già ea, dạc thụ mà nuôi ama đồng bào ED thung hòn lê gia thụ Minh Hòa Ama đồng bào ede đây thôn Hòn Lơi xã Khánh Hiệp lị tổ chức lễ Pearl cúng bế nước bằng nguồn ea. Gà ngạ vơi tạ ơn thờ nước giặc e ta ma đem lại mù may mắn là thụ sa đạ số là cầu gà hô gia bộ an nghìn xe thụ ba gia mùa màng dựng là buộc mục tốt tươi là cầu cầu giặc e thờ nước mù mang lại ea go langar sạch số sức khỏe pran cả dạ cả mình hợp buồn là làng bà Thông qua ngã chương trình hồi phục nghi lễ truyền thống ca gia dân tộc Bolbela Ede và Piopato Bảo Tùng gìn giữ. nuôi né đẹp, phụ tàn là, văn hóa truyền thống ca gia đồng bào dân tộc Tiki Samu, giáo dục Vopato thế hệ kê Bru Benru, bẹ ngã có giới trẻ Đạ Đà đồng bào dân tộc Ede, thầu sự tệ tụ ngã duy trì phát huy giá trị văn hóa để gây Bolbela dân tộc. Quảng bá truyền thống Legesia, cây giữ dự dân tộc đi địa bàn huyện. Mùa hè ngạ thu hút khách dự doanh nghiệp du lịch đầu tư địa ngạ phát triển du lịch huyện Khánh Vĩnh.